đó là một con suối, nơi xảy ra hai cái chết thương tâm. Không còn ai nhớ chính xác thời gian xảy ra cái chết đó, nhưng mọi người đều nhớ rất rõ, đó là một bà lão và một nam thiếu niên. Ngày xưa ở cái suối này là có mấy người bị chết à? Hai người à? Thế cơ? Chết có gần nhau không? Khu đấy á? Thực tế ra thì chết đuối ở đây mới có hai người trẻ thôi nhỉ? Thay nhỉ? Với một người già nhỉ? Rồi. Đấy, một người trẻ, một người già. Điều kỳ lạ là cả hai đều tuổi hợi. Có những đồn đoán về một vong linh lẩn khuất ở đây. Nó sẽ cướp đi mạng sống của kẻ phù hợp để bản thân mình siêu thoát khỏi chốn lạnh lẽo này. Và thật trùng hợp, tôi tuổi Quý Hợi. Tôi sẽ làm mồi nhử đêm nay cho vong hồn đó.